Tấn rồi. Tấn rồi ạ. Cần một tấn chứ. Tấn mốt rồi. Nhưng mà vừa mua 6 tạ đấy. Còn cháu là chắc của mày cho cái tí này mày chắc xong rồi mày tấn. Vừa anh cầm được một chuyến vào 6 tạ. Hai chuyến. Đầu tiên mày mất triệu mấy.